dù đang đau buồn vì mất thú cưng nhưng Trấn Thành phải đích thân lên tiếng bảo vệ vợ. Bên nhau 5 năm, Trấn Thành không ít lần lên tiếng bảo vệ vợ trước sóng gió dư luận. Đặc biệt, mỗi lần Antifan bàn tán tiêu cực liên quan đến chuyện con cái, tính cách của Harry Won nam MC quốc dân liền đáp trả đàn thét. Mới đây, dù đang buồn bã vì mất thú cưng nhưng Trấn Thành vẫn không thể làm lỡ trước lời lẽ cay độc của dân cư mạng. Chuyện là bên dưới bài đăng thông báo về việc chú mèo chết do rơi từ chung cư, có một nghe dừng kém duyên đã để lại bình luận đáng lên án cho Harry Gold dương tính, chết luôn cho đẹp trời. Thế giờ bị trù ẻo, hóa mạ bằng từ ngữ nặng nề, Trấn Thành đã chụp lại Facebook của cá nhân của người kia để đáp trả một chọi một. Có thể thấy rõ nam MC rất tức giận và bất xúc vì lời ác miệng của dân mạng. Trấn Thành cảnh cáo, bố mẹ giáo dục bạn để nói ra câu như thế hả? Không chỉ thế, chồng Harry Won còn thể hiện sự khó chịu khi nhấn mạnh. Tôi không hiểu sao có những người có thể thốt ra được câu nói này trong hoàn cảnh như thế này. Mà lại còn là phụ nữ. Tôi thật sự sợ hãi tư duy con người này. Đây không phải lần đầu Trấn Thành lên tiếng bênh vực và che chở cho vợ trước những lời ác ý của dân mạng. Mỗi lần nam MC bất xúc đều khiến dân tình phải chú ý. Trấn Thành chụp lại màn hình Facebook của người kia để đáp một chọi một. Nam MC vô cùng khó chịu vì Neti dừng kém duyên đến mức dùng tính mạng người khác mang ra mỉa mai sau khi trấn thành thông báo một trong những thú cưng của gia đình qua đời người hâm mộ đã để lại lời động viên và an ủi đến cả hai